mớ măng này định phơi khô để dành mà mai bắt buộc phải đi đem chiều nay phải đem đi bán để mai có tiền đổ sang chợ bé đi học măng này nè. Em bán bao nhiêu một ký? Dạ 19-20 ngàn tươi á. Mình dự định là mình phơi khô mình bán. Dạ. Nhưng mà không có tiền để đổ xăng chở bé nhỏ đi học. Dạ. Mình phơi khô mình bán nhiêu một ký em? Dạ 100-200 ạ. Gà xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại bây giờ gà lang thang đang ở chỗ một nơi xa xôi. Ở đây gà lang thang thấy họ có phơi măng này cả nhà. Măng họ phơi khô họ bán rất là ngon luôn, quá trời măng luôn. Mùa này mới có nha cả nhà, như mùa nắng là không có măng đâu. Mời cả nhà thân thương tìm hiểu cuộc sống của họ như thế nào nha. Họ sống trong một cái căn chòi mục nát. Anh chào em. Chào anh. Em ơi em tên gì em? Dạ em tên Sĩ ạ. Tên Sĩ? Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em cũng không biết năm nay nhiêu tuổi nhưng em sinh 2001 ạ. 2001? Vâng. 2001 sao nhìn lớn vậy? Dạ chắc nhỏ em đi làm từ nhỏ nên nó già trước số tuổi. Em có đi học không? Dạ hồi đó cũng có, em học tới lớp 4 ạ. Học lớp 4 nghỉ? Dạ. Tại hồi đó ông già mất sớm. Lúc em chắc được 11 tuổi gì á, em cũng không nhớ rõ, ông già mất. Hai vợ chồng em lấy nhau lâu chưa? Dạ 2015 tới giờ. Là mình ở trên núi này là từ lúc mà lấy nhau cho tới giờ luôn? Dạ. Là ở trong cái căn nhà này luôn? Dạ. Hồi đó hai vợ chồng lấy nhau là dựng cái căn chòi này, là dựng cái căn chòi tạm này ở tới giờ đấy ạ. Rồi trời mưa trời gió rồi nước nó tạt vô sao mình ngủ được em? Dạ mình cũng chịu lấy chỗ nào mà không bị tạt chứ hai vợ chồng cũng làm một ngày cũng đâu có đủ để trang trải cho cuộc sống. Với cu thì nhỏ bé nữa, mình em làm công việc robot nói chung làm đủ. Đây là cái ngôi nhà chính thức của em luôn hả? Dạ đây là ngôi nhà chính thức của em. Cả nhà mình cũng thấy là cái này đáng lẽ ra mình gọi là cái căn chòi. Vâng. Nhưng mà nó là cái chỗ chính thức em ở luôn. Dạ. Thì mình gọi là cái ngôi nhà đi. Dạ. Ha. Dạ. Rồi em ở trên khu vực núi rừng này á, thì em làm công việc gì để mình có thể là kiếm tiền mua gạo ăn? Dạ, người ta kêu, có ngày người ta kêu làm thì mình đi làm ạ. Còn mấy ngày kia thì cũng đi bẻ măng. Cho cuộc sống qua ngày vậy thôi chứ cuộc sống mà. Ở đây không biết làm gì hết. Nên nếu mà kẹt quá thì chắc phải đi làm xa do người ta quá. Em cũng không biết ở đây thì chẳng việc gì làm đâu anh. À. Như ở đây á, một tháng á, thì người ta mướn mình làm á, khoảng bao nhiêu ngày em? Cũng tùy theo công việc là như chắc một tháng làm được 5-7 bữa. À. Rồi em làm một ngày người ta trả cho mình bao nhiêu tiền? Dạ một công hình như là 200. 200 ngàn một ngày. Dạ. Cơm nước xăng cộ là mình tự lo? Cơm nước xăng cộ mình tự lo hết. Cũng rẻ lắm. Giá người ta mướn bình dân ở đây là 2 sĩ chứ đâu có thêm được. 2 sĩ 200? Dạ 200 ạ. Nghe người ta nói 2 sĩ mình kêu 2 sĩ phải không? Dạ. Rồi cái căn nhà này anh thấy nó nghiêng quá, nhìn sợ quá em ha. Dạ thì em cũng biết đấy, nhưng bây giờ em cũng không có đủ khả năng để trang trải mà kiếm thêm mấy cái cây với tấm tôn để cất lại nó đoan trang hơn.
hai vợ chồng chỉ có như vậy. Em cũng không biết nói làm sao. Em có tổng cộng là mấy người con? Dạ hai ạ. Hai đứa con? Dạ. Bé gái dễ thương quá à. Tối là em ngủ ở đây hả? Dạ, tối gia đình em ngủ ở đây ạ. Mà bữa nào mưa ấy, hai vợ chồng túm lại ngồi chứ đâu có nằm được. Nó tạt từ đầu kia qua. Rồi hai vợ chồng chỉ biết túm lại mà ngồi thôi. Rồi nó hết mưa hai vợ chồng mới nằm ngủ lại được. Chứ trời vô mùa mưa này, mưa nó tạt quá. Em ơi, cái căn nhà này á, là em làm bao nhiêu năm rồi? Dạ, hồi đó là 2016 tới nay ạ. 2016? Dạ. Vậy là em làm được 8 năm rồi á. Dạ. Cũng lâu rồi ha. Vâng, cũng lâu, lâu hơn rồi nên giờ nó nghiêng một bên luôn rồi anh ạ. Bây giờ mà vô mùa mưa nữa chắc mình cũng sợ nó gió thổi nó sụp nữa nhưng mà. Anh nhìn thấy cái ngôi nhà của em á, nếu như mà vào tháng mưa lớn á, sợ là sợ cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Lỡ có chuyện gì á, mấy đứa nhỏ không biết sẽ như thế nào. Tại vì cái căn nhà của mình là những cái chân trụ nó bị mọt hết rồi. Em có mong ước gì trong cuộc sống không? Dạ bây giờ em chỉ mong ước là mình có 8 tấm tôn để làm đỡ lại, đỡ mưa tạt lại ạ. Là mình chỉ mong ước là có 8 tấm tôn thôi. Dạ chứ em cũng mơ ước gì nhiều. Giờ mấy anh ghé qua, mấy anh cho bọn em được 8 tấm tôn, em còn cảm ơn ạ. Anh thì anh không có 8 tấm tôn đâu. Anh tặng cho em tiền để mua 8 tấm tôn nha. Để em chia lại cái ngôi nhà của mình, không có bị mưa nó tạt vào trong cái ngôi nhà của mình nữa. Em thấy như sao? Dạ, anh đã nói như là em cảm ơn ạ. Em cũng không biết nói gì hơn. Cảm ơn anh. Cái này là của mình vải được trước, lấy vợ mình vải cho em. Với cái này thì mình nổi. Còn cái khăn trắng trắng ấy là của nhà trường phát cho mấy đứa nhỏ. Còn mấy cái quần áo thì của mấy anh chị gì, đồ một nước hai nước người ta mặc rồi người ta cho. Bọn em mặc mấy đồ đấy. Cái mền là của ngoại cho. Dạ cái mền này là của ngoại cho. Còn cái gối là nội cho. Dạ. Cái mền là của nhà trường cho. Dạ cái mền là của nhà trường phát cho mấy đứa nhỏ. Còn quần áo người ta mặc rồi người ta cho mình. Dạ quần áo người ta mặc rồi người ta cho. Một nước hai nước người ta mặc rồi. Trong nhà của em là cái gì của người ta cho hết. Dạ. Cả nhà mình nhìn thấy cái ngôi nhà của em á, là nó nghiêng qua một bên, nó sập sệ. Bà con ở trên núi á, họ rất là mơ ước là có những cái ngôi nhà để che nắng che mưa. Nhưng mà mỗi ngày á, họ làm là chỉ đủ ăn thôi, đủ sống hàng ngày, thậm chí mà thiếu ăn nữa. Nên là họ không có tiền để mua những cái tấm tôn hoặc là mua cây về để mình có thể làm lên một cái ngôi nhà lại. Nhưng mà mình làm nhà cây á, là chỉ tầm khoảng 2 năm, 3 năm là một nó ăn hết nè. Dạ. Tại vì những cái cây tốt á, nó không còn nữa. Bây giờ mà mình đi chặt cây á, thì nhà nước đâu có cho mình chặt đâu. Bây giờ đâu có cho chặt cây đâu, chặt cây là phá rừng, đâu có cho. Bây giờ đâu có ai cho đụng tới cây nữa. Đúng rồi. Nếu như mà có sắt á, có tôn thì mình làm lên một cái ngôi nhà, mình có thể ở được 20-30 năm trong cái ngôi nhà đó. Đó là ước mơ của những người nghèo, và cũng là ước mơ của Gà Lang Thang. Ước mơ của Gà Lang Thang là giúp đỡ cho bà con có những cái căn nhà nho nhỏ để cho họ ở. Đất ở đây á, là mình chỉ làm được những cái căn nhà tiền chế thôi cả nhà. Còn nhà mà mình xây là không có làm được. Tại vì đất đây là đất nông nghiệp, đất rẫy, đất rừng của bà con, để bà con trồng trọt chăn nuôi, chứ không phải là đất xây nhà. Mình chỉ làm được những cái ngôi nhà tạm bợ thôi để cho họ ở. Đó là ước mơ của những người nghèo. Em ơi, cái đèn này á, là em mua bao nhiêu tiền? Cái đèn này á,
Dạ, cái đèn này đợt trước có ông chú kia mua xài rồi á, rồi ông kêu bán rễ lại cho em. Đợt trước ông kêu là chỉ 1.700.000 vậy á, xong rồi em xin lại, xin ông bớt, ông để lại 400 cho em đấy ạ. Cái đèn này là cái người đó họ nói là 1.700.000 hả? 1.950.000. 1.950.000? Dạ. Rồi người ta sử dụng rồi? Sử dụng rồi. Người ta bán lại cho mình? Dạ. Bán lại bao nhiêu em? Dạ 400 ạ. 400.000? 400.000 ạ. Cái đèn này là cái đèn 2.000W. Theo anh được biết á, là cái đèn này không có cái giá đó, tại vì nó là đèn ảo. 2.000W là nó to lắm. Yeah. Nó chiếu sáng chắc từ bên nhà em mà xuyên qua núi bên kia luôn. Tại vì cái đèn này người ta chỉ để không có đúng tiêu chuẩn của cái đèn á. Nhưng mà cái giá mà 1.950.000 là không bao giờ có. Anh nghĩ cái đèn này tầm khoảng 300.000. Nó sáng cả đêm không em? Dạ, nó sáng cả đêm, tới sáng thì nó hết pin luôn. Ừ, còn tháng mưa? Tháng mưa thì chịu thôi, tháng mưa thì nó vô được 3 cục hoặc 4 cục. Sáng thì chắc không sáng tới sáng luôn. Ừ. Người ta có bảo hành cho mình không? Dạ, lúc mua, ổng có kêu là bảo hành 1 năm. Có giấy tờ không? Dạ không. Không có giấy tờ thì làm sao mà người ta bảo hành cho mình được? Anh chia sẻ cho em một câu chuyện nha. Chính bản thân của anh luôn, anh ra anh mua một cái đèn năng lượng mặt trời ở ngoài tiệm á. Họ kêu thì bảo hành cho mình là 6 tháng. Rồi bắt đầu anh về anh xài được có 1 tuần thôi, nó hư, nó không sáng nữa. Mình cầm cái đèn năng lượng đó, mình chạy ra cái chỗ mà mình mua, họ kêu là họ sẽ bảo hành cho mình trong thời gian là 6 tháng. Bắt đầu á là họ cầm cái đèn của mình đi, họ đưa về công ty, công ty sửa. Họ kêu á là nửa tháng sau mình quay lại mình lấy. Rồi bắt đầu là nửa tháng sau anh ra anh hỏi thì họ nói 1 tháng. 1 tháng sau mình ra mình hỏi thì cái đèn nó lại quay trở về với mình. Cái mình về mình sử dụng mới có 3 ngày nó hư nữa à. Rồi bắt đầu mình phải đưa cho họ, rồi họ phải gửi đi công ty đó sửa lại nữa. Rồi anh tới anh đưa cho họ, họ đưa đi công ty sửa, cả tháng mình mới lấy lại. Rồi anh mới cho họ luôn. Tại vì bảo hành á là họ kêu mình đưa đi sửa rất là lâu. Một chút nữa thì anh sẽ tặng cho em một cái đèn năng lượng mặt trời, chỉ có 100W thôi, nhưng mà nó to hơn cái đèn của em và nó sáng hơn cái đèn của em luôn. Nếu như trời nắng á, nó sạc vô trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. Mà trời mưa á, thì nó sạc 3 tiếng, nhưng mà nó sử dụng được cả đêm tới sáng luôn. Nó cũng không hết điện. Mình để chế độ tự động thì nó sẽ tự động nó tắt. Và anh sẽ bảo hành cho em á trong thời gian là 3 năm. 3 năm một đổi một. Khi mà cái đèn của em trong thời gian 3 năm nó hư á, thì anh sẽ đổi cho em một cái mới luôn, chứ không có bảo hành, không có mang đi sửa gì hết. Một đổi một nó khác với lại cái bảo hành đi sửa. Đi sửa là cái của em hư thì em mang đi cho người ta sửa, mình chờ người ta trả về cho mình. Còn một đổi một có nghĩa là khi mà nó hư trong thời gian 3 năm thì anh sẽ đổi cho em một cái mới luôn. Mình mang cái mới về mình sử dụng, không có lo là mình sửa chữa rồi mình chờ đợi, trong thời gian chờ đợi rồi ánh sáng đâu mà mình sử dụng, đúng không? Dạ. Yeah. Tại vì cái này là gà lang thang thấy là nó để tới 2.000W luôn, nhưng mà cái tấm pin của nó là nó quá nhỏ, nó không có đủ để mình nạp điện rồi đưa điện vô trong cái đèn đó. Em ơi, em tên gì em? Dạ em Diễn. Em tên Diễn hả? Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ biết nữa, em sinh 2002 á. 2002? Dạ. Em có đi học không? Dạ không. Không đi học nên là không biết tuổi. Dạ.
Em ở đây em làm gì để kiếm tiền? Em bẻ măng. Bẻ măng không à? Dạ, có khi thì em đi chọc kiến. Công việc của mình là chỉ có bỉ măng với lại chọc chứng kiến thôi. Dạ, đi lượm phân bò. Lượm phân bò nữa? Dạ. Sao nhiều nghề vậy? Có cái nghề gì khác không? Không, có khi người ta kêu là mình đi làm. Tại mình có con nhỏ nữa, đâu đi được đâu. Bé gái này rất là dễ thương luôn cả nhà. Công việc của mình là chỉ có đi bỉ măng, rồi chọc chứng kiến. Dạ. Rồi làm gì nữa em? Đâu có việc gì làm đâu. Lượm phân bò. Ai mướn gì mướn. Dạ. Hết rồi. Dạ. Con gái ơi, con tên gì? Dạ, con tên Diễm. Con tên Diễm? Dạ. Cha, dễ thương quá à. Con học lớp mấy rồi? Dạ, con học lớp 2. Cha, bị giỏi quá cả nhà. Con có ước mơ không? Con có. Con ước mơ sao? Con ước mơ Ba mẹ đi làm kiếm tiền nữa, con kiếm tiền luôn. Con kiếm tiền luôn? Dạ. Con kiếm tiền để làm gì? Để nuôi ba mẹ. Để nuôi ba mẹ. Cha giỏi quá. Lanh ghê ta. Con đi học là mẹ chở con đi học hả? Dạ, con tự đi. Con tự đi luôn? Dạ. Xa như vậy sao mà con tự đi được? Ở rễ là mẹ chở. Về làng là con tự đi. Dạ. Con đi bộ hay là đi xe? Đi bộ. Đi bộ. Con có thích xe không? Có. Có thích xe hả? Dạ. Tí nữa là chú đưa tiền cho mẹ, là kêu mẹ mua cho con chiếc xe nha. Dạ. Cho con đi học nha. Dạ. Chú cho xe con á thì con phải làm sao? Là con cảm ơn chú. Cha giỏi quá. Quá dễ thương luôn cả nhà. Chú hứa là một chút nữa là chú tặng cho con một chiếc xe liền luôn. Dạ. Ngày mai là kêu mẹ mua cho con một chiếc xe đạp để đi học nha. Dạ. Mày con biết lái xe không? Con biết. Lái xe là phải ra đường cẩn thận nha. Dạ. Cả nhà mình thấy các bé ở trên núi á rất là dễ thương luôn. Nói câu nào là dạ câu đó à. Dễ thương lắm cả nhà. Tội nghiệp các bé ở trên rừng trên núi này á. Nhiều khi cha mẹ không có cho các bé ở dưới làng, tại vì sợ không có tiền mua bánh, rồi các bé đi qua những cái quán là đòi bánh. Tôi thấy con người ta ăn á, con mình không có, thấy thương nên là dắt các bé lên trên núi ở hết luôn. Em ơi, ở dưới làng là có nhà của ba mẹ hả? Dạ. Rồi mỗi lần là chở con xuống làng là ở nhà ba mẹ. Dạ. Rồi cái ngôi nhà ba mẹ có ai ở không? Dạ có. Mẹ đâu có đi làng đâu. Bà ở rể không à, đâu có chịu đi về đâu. Bây giờ có chị cả với em đi về không à. Ở chung á, trực á. À. Dạ. Là thay phiên nhau ở ha? Dạ. Cái ngôi nhà nhỏ rồi chị em đông quá là ở chật. Dạ. Rồi lên núi ở hết luôn. Dạ. Thương quá trời. Hôm nay nhà mình ăn cái gì? Đâu có gì ăn đâu. Đâu cơm có nhưng mà đâu có gì ăn. Không có gì ăn hết? Dạ. Không có cá khô à? Có một con à. Rồi ăn cơm không vậy hả? Dạ. Mày con gái ăn cơm chưa? Dạ chưa. Con có đói bụng không? Dạ có. Không có cái gì ăn hết cả nhà. Em ơi. Dạ. Bây giờ anh tặng cho em con mực để em ăn nha. Dạ. Em nấu một bữa ăn cho gia đình của mình nha. Con gái có thích ăn mực không? Dạ có. Bên trong á là mực. Mực này á là của một chị ở dưới Vũng Tàu á gửi lên cho bà con mình ở trên núi ăn, rất là ngon. Anh ăn rồi. Anh ăn mà anh nghiền luôn á. Ở trong đó là 3 kg nha. Với lại á là anh nghe hai vợ chồng em chia sẻ tâm sự á là trong nhà mình không có còn cái gì hết. Mắm cũng không có phải không em?
Dạ. Chỉ có mắm còn hết đủ thứ hết trơn, gạo hết luôn, còn hôm nay còn mỗi chai mắm. Dầu ăn, mắm muối là tất cả mọi thứ đều hết rồi. Dạ. Thì anh có để một cái bịch kế bên đó, là tất cả trong đó là dầu ăn, mắm muối, đường mật ngọt, cá khô luôn, đủ thứ luôn, tặng cho gia đình của mình. Bây giờ hai vợ chồng em là lấy cái con mực này á để nấu một bữa ăn thiệt là ngon nha. Có biết nấu không vậy? Con mực này chưa ăn lần nào sao nấu ta? Em chưa. Em chưa ăn lần nào luôn á hả? Dạ. Dạ. Em mở ra cho cả nhà coi đi. Nó đang đông đá cả nhà. Là chưa bao giờ mà hai vợ chồng em ăn con mực luôn. Dạ. Đi ra chợ mà không mua mực ăn à? Không, mắc lắm, không mua nổi đâu. Cá khô thế này bọn em cũng có thể mua được 1 ký, 2 ký, chứ mực thì chứ bọn em làm gì có khả năng mình mua mực. Giờ nấu nước trước nha. Dạ. Nấu rồi luộc cả nhà, luộc rồi chấm mắm ăn thôi. Con gái ấm em nè, cho ba mẹ nấu nấu cơm ăn nè. Con trai đói bụng chưa? Cười. Dễ thương quá. Con gái đói bụng nhiều chưa? Dạ rồi. Tí nữa là có mực, có mực con ăn nhiều lên nha. Dạ. Chú tặng quà cho con nè. Dạ con cảm ơn chú. Giỏi quá, con cầm nè. Cho em nữa nha. Cái chỗ này là cái bếp của gia đình. Gà lang thang nhìn thấy là tất cả mọi thứ đều hết rồi, chỉ còn là cái chai nước mắm thôi. Nước mắm thì còn nửa chai. Gà lang thang xin thay mặt gia đình và thay mặt bà con ở miền núi cảm ơn một chị ở Vũng Tàu đã mở tấm lòng vàng tặng mực cho những người nghèo ở trên núi Hội An. Thì qua cái lời chia sẻ của hai em á, là hai em nói là chưa có ăn mực. Mực ở ngoài chợ người ta bán mắc quá. Hôm nay mình được bữa ăn ăn ngon miệng ha. Dạ. Trong này mấy ký là mình ăn mấy bữa luôn chứ. Dạ. Hôm nay được miếng mực ăn chắc hôm nay phải ăn hết cơm luôn quá. Hết cơm luôn. Ăn hết cơm luôn. Làm chén mắm nữa nha. Dạ. Mớ măng này định phơi khô để dành mà mai bắt buộc phải đi đem chiều nay phải đem đi bán để mai có tiền đổ xăng chở bé đi học măng này nè. Em bán bao nhiêu một ký? Dạ 19-20 ngàn tươi á. Mình dự định là mình phơi khô mình bán. Dạ. Nhưng mà không có tiền để đổ xăng chở bé nhỏ đi học. Dạ. Mình phơi khô mình bán nhiêu ký em? Dạ 100-200 ạ. Nhìn ngon quá ha. Măng này măng tre hả? Dạ măng tre. Em ơi, nhà mình là không còn 1 ngàn nào dính túi luôn hả? Bọn hai vợ chồng em sáng đi măng là ngày mai bán là để chở con bé đi học với đưa nó mấy ngàn để nó ăn hàng với bạn, chứ ngày nào cũng vậy. Chứ măng này bán rồi chiều bán mới có mấy ngàn túi, còn bây giờ thì chưa bán măng thì em làm gì có. Là mình làm bữa nào là mình ăn hết bữa đó luôn. Dạ, mình làm bữa nào ăn hết bữa đó luôn. Như một rổ này á là khoảng bao nhiêu ký em? Chắc được 3 ký hơn. 3 ký hơn. Dạ. Như một ngày em đi hai vợ chồng luôn á là đi khoảng bao nhiêu ký? Dạ chắc được 10 mấy ký. 10 mấy ký. Rồi mình phải gọt ra. Gọt lột vỏ ra xong rồi gọt
xong rồi luộc. Nếu mà luộc để bán luôn á thì mình luộc xong rồi để bán luôn, còn luộc mà chưa để bán thì mình phải ngâm vô nước để mai hoặc chiều thì mình đi. Tính ra là hai vợ chồng em đi cả ngày luôn cũng đâu có được 200 ngàn đâu nếu mà tươi á. Dạ. Mình gọt ra rồi mình luộc cái công của mình nữa. Ừ. Ngâm nước nữa. Hôm nay có một mà chị Mạnh Thường Quân ở Vũng Tàu giấu tên đã gửi cho mực để tặng cho bà con. À, tôi đã ăn rồi và rất là ngon. Và sau đây xin phép tặng cho đồng bào. Đây, mời ạ. Cảm ơn. Rồi, sơ cô đi ạ. Lên lên cô. Đây cô. Rồi, mời cô đây. Đây đây. Mỗi một bịch đó là 2 kg nha cả nhà. Đây, mời cô. Xin cảm ơn. Mời ạ. Khánh, xin cảm ơn ạ. Rồi, mời ạ. Cảm ơn. Mời đi ạ. Cảm ơn. À, mời ạ. Cảm ơn. Mời ạ. Ở đây có 4 người. 3 người thì lột cái hạt điều. Còn cái cô này nè cả nhà, cô này là bị bệnh tâm thần. Mỗi tháng á, là đi lãnh thuốc để uống ở trên rừng trên núi không à. Cái hạt điều này á, mình mà lột ra cũng rất là cực khổ. Em ơi, cái này á, là mình lột bao nhiêu một ký? Dạ, một ký là 7,5 ngàn. 7,5 ngàn? Dạ. Như sức của em á, là em lột một ngày bao nhiêu ký? Dạ, cả tính ngày luôn là cả đêm luôn là 5 ký. 5 ký? Dạ. Mà một ký có 7,5 ngàn à? Dạ. Cả nhà mình thấy khó khăn không? Ai cũng vậy, họ không có công việc để làm. Lâu lâu người ta mướn á, là mình đi làm. Còn không có thì mình ở nhà mình lột cái hạt điều này. Để mình... đưa cho người ta cho tiền mình mua gạo ăn cả nhà. Gà lang thang xin phép á, là chú Phúc ở Texas á, xin chích cái số tiền quỹ của chú ra là 2 triệu đồng để gửi tặng cho 4 người để họ có tiền mua cơm mua gạo ăn. Em ơi, anh gửi cho em á, là mỗi người 500 ngàn nha. Đây, dạ. Cái này của chú Phúc nè. Em cảm ơn chú Phúc ở bên Mỹ đi. Dạ, thay mặt 4-3 người em cảm ơn chú Phúc rất nhiều, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho em, cũng như là cảm ơn anh gà rất nhiều. Dạ. Em chia tiền cho những người này. Dạ. Cảm ơn cảm ơn anh gà nhiều, có anh gà mới có tụi em là bữa nay cũng có được 500 ngàn. Còn nếu mình như làm hụt điều bữa nay là em chưa có tiền như vậy đâu. Em rất là cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú Phúc. Dạ. Hôm nay mình có vui không? Dạ vui. Vui lắm. Tại vì bữa nay em chưa từng thấy 500 ngàn đâu. Bữa nay thấy anh gà cũng giúp đỡ cả đây. Em rất cảm ơn rất nhiều. Dạ. Dạ. Gà lang thang xin thay mặt bà con ở đây cảm ơn chú Phúc ở bên Texas, nước Mỹ rất là nhiều. Cảm ơn chú đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Chúc chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe. Rồi, chị giúp tí nào. Rồi đi. Cảm ơn. Dạ. Rồi lên nhận. Rồi lên nè. Vỗ tay. Rồi chị nhận. Mời. Rồi mình ăn cái thảo nha. Cảm ơn. Rất rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn. Rồi. Con cuối cùng luôn. Đây, rồi xong hết. Chín hết rồi. Mực nhanh chín lắm, bỏ vô là tầm khoảng 3 phút là chín nè. Không có cái giá để vớt luôn hả em? Có cái giá, dạ có. Gia đình thiếu thốn đủ thứ hết. Đó, mình vớt cho nhanh. Thơm ngon nè. Mời cả nhà ăn nha. Hôm nay bé nhỏ là ăn hết cơm luôn á. Ở bên kia người ta cưa cay quá em ha. Dạ, bên đó
đất người ta, người ta bán cây hay gì em cũng không biết nữa. Cưa cây cái ngày luôn cả nhà. Đây là cái miếng dán ruồi gà lang thang mang lên cho bà con. Ở đây nhiều ruồi quá cả nhà. Đó, gia đình mình để đó, tí nữa nó bay vô nó dính nè. Em đuổi con ruồi chỗ đây đi, cho nó bay qua nó dính nè. Đó, đó. Đó, bay vô dính rồi đó. Mở vào cho bùa. Cơm khô quá em ha. Dạ, gạo khô bên em trần vậy không? Em mời ăn cơm. Em ăn đi. Dạ. Con mời chưa ăn cơm. Rồi, con gái ăn. Dạ, mời anh ăn cơm. Gia đình mình ăn cơm đi. Gia đình mình ăn cơm. Ăn nhiều lên nha. Bỏ mực cho con gái ăn đi. Đó. Mình được ăn mực mà ăn thêm con gái. Ngon không con gái? Ừ. Tại cái này mình làm nhanh á, nếu như mà mình làm cái món khác nó sẽ ngon hơn nữa. Đây, cả nhà mình xem nè, con ruồi nó bay vô đây nó dính rồi nè. Đó, ở trên đây á, ruồi nhiều lắm. Bà con rất là cần cái miếng dán ruồi đó. Thấy gia đình là ăn được một bữa ngon á, mình thấy vui trong lòng. Lên thì thấy gia đình cái gì cũng hết hết. Cơm thì khô, rồi không có cái gì ăn. Ăn nhiều lên em nha. Coi chừng mắt nghẹn á. Thường thường á là em đi mua cá đồ á là em mua dưới chợ, một lần mua là bao nhiêu tiền? Là 20. 20? Dạ. Có bữa nào mà mua 100 ngàn không? Vâng. Với kinh tế của hai vợ chồng em 20 ngàn là quá rồi. Có bữa nào mà mình cầm tiền mình đi mua miếng thịt bò mình ăn không? Em chưa biết miếng thịt bò là như nào luôn á. Mình chỉ ăn thịt heo thôi. Dạ, thịt heo thì có. Mực á là mình chấm mắm ăn cũng ngon lắm. Gà lang thang cũng luộc ăn cả nhà. Mới lần đầu chị cho mực á thì gà lang thang luộc mình ăn trước. Mình ăn để mình cảm nhận, mình biết được, mình chia sẻ đến bà con. Bỏ mực cho con gái kìa. Bỏ mực cho con gái ăn nhiều lên. Đó, dễ thương quá chưa? Trời ơi, quá dễ thương luôn à. Cả nhà mình ơi, mới có chút xíu à mà ruồi dính nè cả nhà. Đó, dính ruồi á. Gà lang thang xin thay mặt gia đình cảm ơn một chị ở dưới Vũng Tàu đã tặng mực cho gia đình có một bữa ăn thiệt là ngon. Và cảm ơn các mạnh thường quân, cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của gà lang thang, đã luôn theo dõi gà, luôn đồng hành cùng với gà, để gà có động lực mình đi lên trên rừng trên núi, những cái vùng sâu vùng xa, giúp đỡ cho bà con, để bà con có những cái bữa ăn ngon nè. Rồi bà con có những cái ngôi nhà tình thương, có những con vật nuôi để phát triển kinh tế, có những chiếc xe đạp cho các bé nhỏ đi học để đến trường, để các bé sau này sẽ có một cái tương lai tốt hơn.
Cơm. Trời gầm rồi, lụm lên nhanh chứ không lát mưa ướt hết. Ướt coi như là công cốc luôn á ha. Dạ, cái này mà ướt thì coi như công cốc hết. Măng này là thiên nhiên luôn nha cả nhà. Mình đi bể từ trên rừng rồi mình dời mình luộc. Luộc chín là phơi khô. Không có thuốc men gì hết á. Những cái món đồ bà con ở trên núi á là thiên nhiên, không có thuốc men, sạch sẽ. Ăn không có sợ bệnh nữa. Nhiều người là đi lấy lắm phải không em? Dạ, đây tới mùa này đa số ai cũng đi lấy măng hết á. Tiếng trời gầm rồi đó. Những người mà họ cưa cây á, họ nghe tiếng trời gầm họ cũng đi về luôn rồi. Một giỏ đó được 2 ký không em? Chắc được mấy lạng ký. Chưa tới 1 ký luôn hả? Dạ, cái này nó chưa khô mấy đâu anh. Nó đã hết khô đâu. Mai mình phơi lại. Dạ. Cái này còn phải phơi mấy nắng nữa. Dạ. Mới đem bán được. Khô thì khô mới bán được. Dạ, khô thì khô mới bán được. Mấy anh em sẽ bắt cho gia đình của hai em á là một cái đèn năng lượng mặt trời. Trời cũng sắp mưa rồi cả nhà. Nãy giờ trời gầm quá trời luôn. Em thấy cái đèn đẹp không em? Dạ đẹp. Cái đèn này chỉ có 100W thôi. Hôm nay Gà Lăng Thang xin phép quý mạnh thường quân, gia đình của chị Hạnh, chích cái số tiền quỹ của gia đình là 1.500.000 đồng gửi cho anh Tín, anh Hai Tí và em Luân, mỗi người 500 để họ có tiền trang trải trong cuộc sống. Đây, mở nha. U, chói mắt luôn đúng không? Thôi tắt. Rồi, được rồi. Anh Tín, em mời anh Tín gửi tiền cho mấy anh em đi. Dạ, vậy xin phép thay mặt Mạnh Thường Quân trao số tiền này cho em Luân với anh Tí. Đây, Luân. Dạ, em cảm ơn Mạnh Thường Quân. Anh Tí. Dạ, con cảm ơn Mạnh Thường Quân. Thay mặt ba anh em xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân rất nhiều. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ anh em có tiền xoay sở trong cuộc sống. Thì xin chúc các Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Xin hết ạ. Gà Lăng Thang xin thay mặt mấy anh em cảm ơn gia đình của chị Hạnh ở bên nước Mỹ rất là nhiều. Mấy anh em còn sẽ có những cái chuyến đi nữa cả nhà. Mình chở rất là nhiều đồ. Đi tới hoàn cảnh của hai em thì mình sẽ di chuyển đi những hoàn cảnh khác nữa. Cũng nhờ có mấy anh em là phụ giúp cho Gà Lăng Thang để mang được những cái món quà yêu thương lên giúp đỡ cho bà con nghèo ở trên núi. Rồi vô điện rồi. Giờ xin thay mặt các anh Thường Quân hướng dẫn anh sử dụng. Đây là nút mở nha. Đây nút mở, đây là nút tắt. Giờ em sẽ mở cho anh tự động luôn. Rồi, chào cho anh. Dạ, em cảm ơn anh. Với em thay mặt gia đình em cảm ơn cách mạng Thường Quân đã cho em cái đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng con em học bài tối. Cảm ơn em rất là nhiều. Chúc cho gia đình của em là tối nào cũng có ánh sáng thiệt là sáng nha. Và cảm ơn chị Như Ý ở bên nước Mỹ đã tặng đèn cho bà con. Mấy anh em là mang quà vô cho hai vợ chồng. Mang những món quà yêu thương lên tặng cho bà con, nhu yếu phẩm và những cái vật dụng trong cái ngôi nhà. Cả nhà mình thấy cái ngôi nhà của hai vợ chồng á, nó méo vòng bên.
và những cái tấm tôn đó, nó rỉ sét hết rồi. Trời mưa sắp tới rồi. Nãy giờ trời gầm quá trời luôn. Mưa mà lớn á, thì mấy anh em rất là khó khăn khi mà mình đi xuống núi cả nhà. Đường xá nó trơn trượt á. Hai vợ chồng đã ăn xong một cái bữa ăn cơm với lại mực. Ngon không em? Dạ ngon. Ngon con gái? Dạ ngon. Ừ, có muốn ăn nữa không? Dạ có. Vậy ngày mai là ba mẹ nấu cho con ăn nữa nha. Dạ. Dễ thương quá trời luôn cả nhà. Bé rất là dễ thương luôn. Thằng Thang có mang một ít đồ lên cho gia đình. Cũng giống như những hoàn cảnh khác đó nha. Là hai bao gạo 20kg. Rồi cá cơm khô nè. Ở đây là có 3kg. Hai thùng mì tôm và dầu ăn mắm muối đường bột ngọt. Đầy đủ mọi thứ luôn. Có hai cái thùng nước để cho hai vợ chồng em á. Lấy thùng nước này á, mình xuống dưới làng mình múc nước sạch để mình uống nha. Đừng có uống nước ở dưới suối dưới giếng nha. Đây á là có hai cái ống chỉ nè, chỉ trắng chỉ đen. Ở trong đây có 5 cây kim nữa. Tặng cho hai vợ chồng khi mà quần áo rách á, mình có mình giá nha. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh. Dầu sao bóp. Dầu sao bóp là của chị Liên ở Sài Gòn. Chị Liên tặng cho bà con này cả nhà. Dầu sao bóp nhập từ bên Thái Lan về. Cái này á là em thoa cái chỗ mà tay chân đau nhất xương khớp á. Yeah. Mình thoa một lớp mỏng thôi. Tại vì nó rất là nóng. Nha. Mình thoa mỏng rồi mình so bóp lên. Nó bớt rất là nhanh luôn. Đây. Dạ em cảm ơn anh. Em cảm ơn chị Liên. Còn dầu gió là của cô Kim Ánh nha. Cô Kim Ánh tặng cho hai vợ chồng. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn cô Kim Ánh ạ. Thuốc sốt á là của chị Thí Như. Đây cả nhà. Thuốc sốt nè. Thuốc này á là mình bị cảm sốt đau đầu là mình lấy ra uống nha. Yeah. Nhưng mà đừng cho trẻ nhỏ uống. Yeah. Người lớn uống thôi. Còn trẻ nhỏ mà có bệnh đó thì đi xuống với bác sĩ. Yeah. Xuống tiệm thuốc tây á. Khi mà mình bị sốt mình uống một viên, ăn no rồi uống. 4 tiếng sau mới được uống lại. Yeah. Nha. Yeah. Phụ nữ mang thai cũng không được uống luôn. Đây, thuốc này là thuốc nước ngoài. Em cảm ơn anh ạ. Rồi có cái bọc này bỏ vô. Bỏ vô bọc. Và em biết cái này cái gì không? Dạ không. Cái này là cái võng á. Dạ. Cái võng nó có cái mùng bên trong á. Chắc là con gái thích lắm phải không? Cái này để cho con nằm á là khỏi con ruồi nó bu con luôn. Con ruồi hay là con muỗi hay con rắn nó bò vô nó cắn con á. Tặng cho con nha. Đây tặng cho con. Đây tặng một cái nữa. Dạ cảm ơn anh. Tối nay là con gái sẽ có cái mền. Cái mền thiệt là đẹp để đắp nha. Con gái nha. Dạ. Đây, chú tặng cái mền này cho con gái nè. Thương quá trời cả nhà ơi. Nè con gái nha, con gái cầm thử nha. Con ăn chú. Ừ, giỏi quá. Đây tặng cho hai vợ chồng cái. Dạ, em cảm ơn anh. Còn nữa chưa hết đâu nha. Còn nhiều lắm. Còn nhiều món quà lắm. Đây kìa. Cái thau, hai cái rổ. Đây tặng cho con gái múc nước tắm nha. Dạ. Hai cái son. Dạ em cảm ơn. Cái bình nước đá. Bình nước đá này lụm phân nè. Đi bỉ măng nè. Đủ thứ luôn. Cái hũ đựng đường. Dạ em cảm ơn anh. Đường với lại muối thôi. Đường một. Hai ca nước. Dạ em cảm ơn. Cái dao nè. Cái dao inox nè. Này từ từ. Coi chừng đứt tay nha. Dạ. Cái đồ gấp lửa. Dạ em cảm ơn anh. Và miếng dán ruồi nè. Miếng dán ruồi hồi nãy mình dán có một chút xíu mà dính ruồi quá trời luôn cả nhà. Dính đầy miếng luôn. Đầy tàn cho em nè. Dạ em cảm ơn ạ. Đủ ăn cơm. Dạ em cảm ơn ạ. Hai cái đồ trà son. Dạ em cảm ơn. Tặng cho con gái cưng là chén nè. Dạ con ăn chú. Giỏi. Hai cái tô. Dạ em cảm ơn. Đây là giá bới cơm bới canh inox muỗng. Dạ em cảm đồ ơn. Đồ giặt đồ. Này là rửa chén. Dạ em cảm ơn.
cho cái xô đựng gạo luôn cả nhà. Dạ em cảm ơn cho xô ạ. Hai cái son thì phải có hai cái nắp ha. Dạ. Cái hũ nữa. Dạ em cảm ơn. Cái bao này giống như là cái túi thần kỳ vậy cả nhà. À, có đủ thứ đồ luôn. Đây, cái này là cái bình thủy nha. Đẹp không? Em cảm ơn. Rồi, hết rồi. Còn cái bao chứa tấm lòng của các mạnh thường quân. Tất cả những cái món quà này á, là của tất cả quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân. Đặc biệt là hôm nay á, là gia đình của chị Hạnh ở bên nước Mỹ là tặng cái món quà này cho gia đình. Cái món quà rất là quý giá đối với những người nghèo ở trên núi. Còn cái này á, là nhu yếu phẩm để cho họ họ ăn nha cả nhà. Thì anh muốn gửi cho gia đình của em đó là một ít tiền để mình mua con gà mình nuôi. Ở đây mình mua con gà hoặc là mình mua cặp dê mình nuôi nha. Buổi sau anh quay trở lại đây, có thể là anh sẽ làm cho hai em là một cái ngôi nhà để hai em có cái chỗ che nắng che mưa. Tại vì hai em là không có nhà ở dưới làng luôn cả nhà. Cái ngôi nhà đây gọi là ngôi nhà chính thức luôn, của hai em sống ở trên rừng trên núi luôn, chứ không có nhà ở dưới làng. Mỗi lần mà đi học á, là chở bé nhỏ này nè, là đi xuống tích ở dưới làng á, ở kế với nhà ông bà ha. Rồi chở bé lên trên đây lại. Đường xá thì xa xôi sình lầy, đi tí lên té xuống. Tháng nắng á, thì mình đi xa nhưng mà nó đỡ hơn. Còn tháng mưa là mình đi mình sợ lắm cả nhà. Trời mưa mà sợ sấm sét nữa. Đi ra ngoài đường trên núi á là sấm sét rất là nhiều, rất là sợ luôn. Thì cái món quà hôm nay Gà Lang Thang xin chân thành cảm ơn chị Như Ý ở bên nước Mỹ. Chị Như Ý chích cái số tiền quỹ của chị ra là 1 triệu đồng để mua một cái đèn năng lượng mặt trời và một ký cá cơm khô như thế này. Đây cả nhà thân thương. Và gia đình anh chị Hạnh, Dung Nhi, Tiến Thuận và các anh chị em của chị Hạnh ở bên nước Mỹ, Gà Lang Thang xin chích cái số tiền quỹ của gia đình chị Hạnh là 15 triệu đồng. Gà Lang Thang xin thông báo với gia đình chị là số tiền của chị đã hết. Cảm ơn gia đình của chị Hạnh rất là nhiều đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho rất rất là nhiều hoàn cảnh nghèo khó khăn để họ vượt qua khó khăn. Tổng số tiền là 16 triệu. Thì Gà Lang Thang đã mua hai phần quà là hết 1 triệu đồng. Rồi đèn năng lượng mặt trời với lại một ký cá này là hết 1 triệu. Hai cái võng 400. Mua son nồi chén bát những cái vật dụng trong nhà là hết 1.027.000. Mua hai cái mền là 260. Gửi cho anh Tính và anh Hai Tí và em Luân là 1.500.000 đồng. Tổng số tiền là 5.187.000. Gà Lang Thang lấy 16 triệu trừ cho 5.187.000 thì vẫn còn lại là 10.813.000 đồng. Gửi cho gia đình hai em là 10.813.000 để hai em là mua con gà, con dê. Mình có thể là mua 20 con gà mái đĩa, 2 con gà trống, rồi mình làm cái chuồng gà nhỏ nhỏ để mình nuôi gà nha. Nếu như mà mình không có thức ăn á, thì mình có thể lấy trứng gà để mình đổ chả mình ăn được. Rồi con gà nó sanh sản, nó lớn lên á, để mình phát triển kinh tế. Hết gạo thì mình ôm gà đi đổi. Rồi mua thêm 2 con dê nữa. Bây giờ là gà với lại dê cũng không có mắc tiền cả nha. Mua để mình dự trữ cho nó sanh sản ở trên rừng trên núi, nó ăn cỏ rồi gà nó đi ăn sâu ăn dung đồ á. Bây giờ Gà Lang Thang gửi cho gia đình là 10.813.000 đồng. Ở đây là có 13.000. Đây 13.000 tiền lễ tặng cho con gái nhỏ. Đây con gái nhỏ đi, ngày mai là con gái nhỏ đi học nha. Đây con cảm ơn chú. Giỏi. Em á là em xuống dưới làng em mua một chiếc xe đạp nhỏ tặng cho cháu nha. Để cho cháu đi học nha. Đây Gà Lang Thang đếm nha cả nhà. 500 nè, 1 triệu, 1.5 triệu, 2 triệu. Em cầm trước 2 triệu. Tờ 200 nha cả nhà. 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88. 88 là 8 triệu 800 ngàn đồng nha cả nhà. Cộng với 2 triệu đây là 10 triệu 800 ngàn. Và 13 ngàn kia là 10 triệu 813 ngàn đồng. Này gửi cho em nha. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn anh với cảm ơn cách mạng thường quân, với cảm ơn với mấy anh chị đã mua đồ tư nhân cho hai vợ chồng em vậy. Em cũng không biết nói gì hơn. Giờ em chỉ biết cảm ơn. Em chân thành cảm ơn. Cái này là mình mua gà, mình nuôi mua dê nha. Tại vì em biết sao không, anh muốn chia sẻ với em là như em có số tiền này mà em không biết dùng tiền để nó đẻ ra tiền á, thì mình sử dụng số tiền này hết á thì mình vẫn trở về cái giây phút ban đầu. Còn em ước mơ là có những cái tấm tôn để làm lại cái ngôi nhà, thì anh sẽ cố gắng để giúp đỡ cho gia đình của mình sẽ có một cái ngôi nhà để che nắng che mưa. Anh đã làm những cái ngôi nhà tiền chế tặng cho bà con mình là 70 cái rồi. Thì anh sẽ cố gắng để giúp đỡ gia đình của mình có một cái ngôi nhà che nắng che mưa. Nên là em sử dụng số tiền này mua những cái con vật nuôi, để nuôi cho nó sanh sản ra nha. Và giúp đỡ cho gia đình của mình là vượt qua khó khăn này nha. Vượt qua khó khăn về sau luôn. Nếu như mà gia đình của em á, hai vợ chồng em làm ăn có tiền á, thì sau này con cái nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Không có giống như vợ chồng mình cứ đi hái măng nè, rồi đi lượm phân bò nè, có cái gì làm cái nấy, bữa đói bữa no, rất là thương luôn cả nhà. Gà Lang Thang xin thay mặt gia đình cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều. Cảm ơn gia đình của chị Hạnh ở bên nước Mỹ, cảm ơn chị Như Ý ở bên nước Mỹ rất là nhiều luôn. Không biết nói gì hơn, kính chúc cho tất cả gia đình thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Con gái, con cảm ơn cô chú đi. Dạ con cảm ơn cô chú. Con cố gắng học cho giỏi nha. Dạ. Ngày mai là ba sẽ mua xe đạp cho con nha. Dạ. Em có vui không em? Dạ vui. Không nói thành lời luôn đó nha, muốn khóc luôn rồi. Nhìn là những cái món đồ chưa bao giờ có ai tặng quà cho mình, muốn khóc luôn. Bây giờ trời sắp mưa lớn rồi cả nhà. Gà cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Nếu như cả nhà thân thương yêu mến gà thì đừng quên bấm cho gà một like nè. Và nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video, xem quảng cáo, ủng hộ cho gà Lang Thang nha. Bây giờ cả gia đình mình bye bye cả nhà nè. Bye bye.